Quý khán giả đang đón theo dõi chương trình tin tức tổng hợp đầu tuần đầu ngày của đài truyền hình IBC phát trên hai miền Nam Bắc California. Tại miền Bắc California bằng tần 16.12, tại miền Nam California bằng tần 57.17 và mở rộng sang bằng tần 27.7 tại Houston, Texas và được phát trên toàn 50 tiểu bang Hoa Kỳ và Canada qua hệ thống Galaxy 19. Và quý vị cũng có thể đón theo dõi qua website ibctv.us hoặc là subscribe trên channel của YouTube IBC TV Official. Và chương trình tin tức tổng hợp đầu tuần, đầu ngày sẽ được gửi đến quý vị qua phần trình bày của xứ ngôn viên Linh Trịnh và Xuân Anh. Chúng tôi xin trân trọng kính chào. Và như thường lệ, trước khi đi vào phần bản tin chi tiết, xin mời quý vị cùng đến với phần điểm tin. Cuộc họp báo của quan chức Bộ Ngoại giao về chuyến thăm Trung Quốc của Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Sullivan. WHO cho biết vaccine Mpox sẽ đến CHDC Congo trong vài ngày tới. Viện trợ nhân đạo cho Gaza đến Israel trên tàu của Hoa Kỳ. Tổng thống Macron nói rằng Âu Châu nên phát triển mô hình AI riêng của mình. Và hơn 1 triệu liều vaccine bại liệt được chuyển đến Gaza trước chiến dịch tiêm chủng. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với bản tin chi tiết đầu tiên qua phần trình bày của xứ ngôn viên Xuân Anh. Và thưa quý vị, mở đầu bản tin đầu ngày là tin tức cho hay cuộc họp báo của quan chức Bộ Ngoại giao về chuyến thăm Trung Quốc của Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan. Tổng cục trưởng Dương Đào thuộc vụ các vấn đề Bắc Mỹ và Châu Đại Dương của Bộ Ngoại giao đã thông báo với giới truyền thông về chuyến thăm Trung Quốc của Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan vào tối thứ Năm. Ông Dương đã cho biết Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, kiêm Giám đốc Văn phòng Ủy ban Trung ương về các vấn đề đối ngoại, đã có cuộc trao đổi chiến lược với ông Sullivan vào ngày 27 và 28 tháng 8. Hai bên đã có 6 phiên họp, tổng cộng hơn 11 giờ và thảo luận về quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, các vấn đề nhạy cảm và các điểm nóng quốc tế và khu vực lớn. Theo ông Dương, thì hai bên đã đánh giá lại cách Trung Quốc và Hoa Kỳ tương tác với nhau trong vài năm vừa qua. Ông Vương đã tóm tắt kinh nghiệm và bài học thành 5 chìa khóa. Thứ nhất, chìa khóa để duy trì quan hệ Trung Quốc và Hoa Kỳ là đi đúng hướng nằm ở sự chỉ đạo và quản lý của hai tổng thống. Thứ hai, chìa khóa để tránh xung đột và đối đầu giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ nằm ở việc tuân thủ ba thông cáo chung. Thứ ba, chìa khóa để tương tác suôn sẻ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ nằm ở việc đối xử bình đẳng với nhau. Thứ tư là chìa khóa cho mối quan hệ ổn định và bền vững giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ nằm ở việc củng cố nền tảng của quần chúng. Thứ năm, chìa khóa cho sự chung sống hòa bình giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ nằm ở việc phát triển nhận thức đúng đắn. Năm chìa khóa này sẽ giúp hai bên vạch ra một tương lai tốt đẹp hơn và tìm ra cách đúng đắn để hai nước lớn hòa hợp với nhau. WHO cho biết vaccine Mpox sẽ đến Cộng hòa Dân chủ Congo trong vài ngày tới. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus đã nói với các phóng viên vào ngày 30 tháng 8 rằng vaccine Mpox sẽ đến Cộng hòa Dân chủ Congo trong vài ngày tới để chống lại một virus mới. Khoảng 230.000 liều Mpox đã sẵn sàng để chuyến đi ngay lập tức. Quan chức WHO Tim Nguyễn cho biết thêm. Ông Nguyễn cũng cho biết những liều này được Ủy ban Âu Châu và nhà sản xuất vaccine Mpox của Đan Mạch Bavarian Nordic tài trợ. WHO cho biết các đối tác của mình có thể bắt đầu mua vaccine trước khi chúng được cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc chấp thuận, dỡ bỏ các quy định thông thường của mình nhằm mục đích đưa vaccine đến châu Phi nhanh hơn. Hiện tại, WHO đang xem xét các đơn xin cấp giấy phép khẩn cấp cho hai loại vaccine do Bavarian Nordic và KM Biologics của Nhật Bản sản xuất. Ông Tedros cho biết những loại vaccine này dự kiến sẽ được cấp trong 2 tuần tới. Rosamund Lewis là giám đốc kỹ thuật của WHO về Mpox cho biết bà hy vọng vaccine và các biện pháp can thiệp khác của các đối tác y tế sẽ giúp cho các trường hợp giảm trở lại trong tương lai gần.
và viện trợ nhân đạo cho Gaza đến Israel trên tàu của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, viện trợ nhân đạo dự kiến được gửi đến Gaza đã đến Israel vào thứ Năm trên một con tàu chở hàng của Hoa Kỳ. Quân đội Israel đã cho biết vào thứ Sáu, hơn 3.500 pallet viện trợ từ World Central Kitchen USAID và tổ chức viện trợ người tị nạn cận đông của Hoa Kỳ đã được vận chuyển trên tàu Cape Trinity của Hoa Kỳ qua một hành lang biển từ ship. Quân đội đã cho biết trong một tuyên bố báo chí, và quân đội Israel cũng đã công bố đoạn video về chuyến hàng viện trợ đến cảng Ashdod ở Israel và cho biết các mặt hàng cần phải vượt qua kiểm tra an ninh trước khi được phép vào dải Gaza. Hãng tin Reuters đã có thể xác định độc lập vị trí từ các cấu trúc cầu tàu trùng khớp với phạm vi đưa tin xác thực trước đó về cảng Ashdod. Hãng tin Reuters cũng không thể xác minh độc lập ngày quay video và cả hình ảnh. Tổng thống Macron nói rằng Âu Châu nên phát triển mô hình AI riêng của mình. Tổng thống Pháp Macron cho biết Âu Châu nên tìm cách phát triển mô hình của mình để phát triển và quản lý trí tuệ nhân tạo nhằm bắt kịp và giảm đi sự phụ thuộc vào Trung Quốc và Hoa Kỳ vào ngày thứ Sáu vừa qua. Rủi ro chính mà chúng ta phải đối mặt là phụ thuộc vào các giải pháp và khi làm như vậy, phụ thuộc vào các tiêu chuẩn không phải của Âu Châu. Ông Macron phát biểu tại một sự kiện ở thành phố Novi Sad, miền Bắc của Serbia. Nếu bạn biết cách xây dựng các giải pháp của Âu Châu cho AI, cho phép chúng ta đổi mới, tăng tốc, cải thiện các dịch vụ cho người dân, chuyển đổi nền kinh tế của chúng ta tiến nhanh hơn nhiều, thì bạn có thể nói điều gì được phép, điều gì bị cấm. Ông Macron đã phát biểu vào ngày thứ Hai trong chuyến thăm Serbia sau cuộc gặp với Tổng thống Serbia là Aleksandar Vučić. Trong khi đó, hơn 1 triệu liều vaccine bại liệt đã được chuyển đến Gaza trước chiến dịch tiêm chủng. Khoảng 1.2 triệu liều vaccine đã được chuyển đến Gaza trước chiến dịch tiêm chủng cho hơn 640.000 trẻ em vào ngày 1 tháng 9. Một quan chức của tổ chức WHO đã cho biết hôm thứ Sáu, và khoảng 400.000 liều vaccine bổ sung đang trên đường đến lãnh thổ này. Rhys Pierburgon, đại diện của tổ chức WHO tại các vùng lãnh thổ Palestine đã bị chiếm đóng cho biết, các cơ quan y tế tại Gaza đã xác nhận trường hợp bại liệt đầu tiên sau 25 năm vào đầu tháng này. Việc nhiễm trùng và tình trạng liệt một phần sau đó của Abdurrahman Abu Amzigan gần 1 tuổi đã đẩy nhanh kế hoạch cho một chiến dịch tiêm chủng hàng loạt cho trẻ em trên khắp vùng đất Palestine này. Israel và Hamas đã thống nhất tạm dừng giao tranh trong 3 ngày tại mỗi trong 3 khu vực trong khu vực Gaza để cho phép hàng nghìn nhân viên của Liên Hợp Quốc tiến hành tiêm vaccine. Tiếp theo, chương trình sẽ được tạm dừng trong giây lát để gửi đến quý vị phần bảo trợ thương mại. Sau đó, xứng ngôn viên Xuân Anh và Linh Trịnh sẽ quay trở lại với nhiều bản tin nổi bật vừa được cập nhật. Kính mong quý vị khán giả vẫn tiếp tục giữ các băng tần của đài truyền hình IBC TV và tiếp tục theo dõi để biết thêm chi tiết.